riêng là Sushi rất là thích, tại vì cái dòng nhạc của mình cũng hơi khác, cũng như là cái thiệt ra cái chỗ đứng em muốn là miễn sao em không giống ai là được. Dạ thiệt ra là cả nhà, đấy là em với mẹ, rồi nói chung là thấy tóc quăn thì đẹp thì nên giữ như vậy, xong rồi cái này là tính cách của em hết, nên là idol lớn nhất của em, dạ là ba mẹ. Nhưng mà trước khi MV này ra mắt á, Sushi có nói là sẽ không muốn bị mọi người nhắc đến là con gái của Cẩm Hương Khắc Tiểu, nhưng mà thực tế thì mọi người vẫn nhận là Sushi là con của Cẩm Hương Khắc Tiểu. Dạ. Bản thân mình thì mình cảm thấy gì đó như thế nào, và trong tương lai mình sẽ định thay đổi định kiến đó của khán giả như thế nào? Em có nói là em không có muốn dính với hình ảnh đó, nhưng mà phải công nhận là cái tên CC gắn liền với lại ba mẹ là một cái chuyện không tránh khỏi, và thực ra là em rất là trân trọng, nói chung là em rất là hạnh phúc vì em được sinh ra là con của ba mẹ em chứ không phải gì, nhưng mà chỉ có cái là vì cái tính cách hình ảnh, cái tính cách âm nhạc của em rất là khác, nên là em muốn mình khẳng định rõ bản thân mình hơn chút xíu, thì cái cách để tách riêng ra là đó, ví dụ như ngày hôm nay là em sẽ ra một cái bài hát mà hơi không dính dáng gì tới ba mẹ em, và từ đó em sẽ bước tiếp và xem là khán giả thích cái gì ở em. Dạ, khi mà mình quyết định bước ra hoạt động độc lập đó, thì mình có đặt cái plan cho mình là sẽ ví dụ như trong vòng nửa năm tới hay là một năm tới thì tên của Sushi sẽ đứng độc lập chứ không còn dính dính với ba mẹ nữa. Dạ chắc là sẽ đứng, em sẽ muốn là đứng độc lập. Thật ra là em vẫn rất là enjoy cái việc là đi diễn chung với ba mẹ và có những cái sản phẩm ra với gia đình, thì cái đó là cái gia đình của mình, và mình không có gọi là sao, mình không có muốn tách khỏi gia đình, chỉ có cái là em chỉ muốn là em CC đứng với ba mẹ là một chuyện, và CC đứng riêng vẫn có một cái chỗ đứng riêng cho khán giả. Ba mẹ em có nói là cứng rắn lắm. Ban đầu không cho đi hát cũng một phần là do là ba mẹ em sợ là em không chịu được cái áp lực. Thì dạ, lời khuyên của mẹ em lúc nào cũng là mạnh mẽ lên. Vậy thì cảm thấy mình có thể chịu áp lực như thế nào? Em nghĩ là em cũng chịu được một mớ áp lực rồi, nên là hy vọng là sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều lắm. Dạ. Bản thân CC trước giờ là một con người rất là thoải mái, và hồn nhiên, thì khi mà bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật thì mình có sợ là cái môi trường này nó bào mòn tính cách của mình không? Em thoải mái, em tự nhiên, và em nghĩ là em mãi mãi em vẫn sẽ như vậy. Có mình chắc là mình sẽ trưởng thành hơn, mình lớn hơn xíu, nhưng mà cái tính cách của mình không thay đổi. Có nghĩa là bây giờ kỳ quá, là đang ngừng về phát triển quá. Đây luôn. Cảm ơn mẹ cho con kiện hộ khẩu ra khỏi nhà. Quá trình làm MV thì em ngoài đã giúp đỡ chị về những gì? Dạ rất nhiều. Hỗ trợ rất nhiều, đây là chủ đầu tư của em. Wow. Nhà tài trợ chính. Nhà tài trợ chính và chủ đầu tư. Vậy là hạnh phúc rồi. Chị Bình tiếp được không kìa? Dạ rồi, chụp. Cảm ơn. Con ra chụp với em đi.
nhiều hồi hộp, nhưng mà chắc là hy vọng là tất cả các anh chị và các bạn sẽ ủng hộ Sisi trong lần đêm hôm nay. Rồi nhận được rất là nhiều tình cảm, những cái bó hoa tươi thắm của mọi người á, thì Sisi ngoài hạnh phúc á thì còn diễn tả bằng cái gì? Cảm thấy rất là biết ơn và trân trọng tất cả các tình cảm của các cô chú và các anh chị. Nhất là trong cái lần dịch vừa mới bùng phát trở lại này thì nhấn mạnh giùm em cái vụ là em cái MV đầu tiên của mình đánh dấu. Vì đây là cái MV đánh dấu lần đầu tiên đánh dấu chặng đường của Sisi thì Sisi rất là trân trọng và biết ơn tất cả các tình cảm của các cô chú và các anh chị đã dành cho Sisi. Đặc biệt là do cái lần bùng dịch trở lại lần này thì mọi người cũng tranh thủ để sắp xếp thời gian để đến và chú vui Sisi. Sisi chia sẻ một chút về cái đặc biệt của MV lần này. Dạ. Yeah.